Rồi, chào anh em nha. Sáng nay làm clip nhận định thị trường tiếp tục cho các anh em bên channel bên thì giải. Hôm qua hôm hôm, hôm 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 qua hôm kia chúng ta có một cái clip bên channel thị giải có hướng dẫn các bạn những bạn trong cộng đồng bữa hôm qua vô hoặc là bữa nay đăng ký vào bên channel thị giải. Channel thị giải chúng ta đây à, hôm qua có một cái clip bên channel thì giải hướng dẫn các bạn sử dụng bộ indicator, các bạn kéo lên các bạn xem này. Hôm qua mấy anh em đánh khá thằng máu, tổng volume đánh sáng đã đòi 7 triệu, đến cuối ngày đến 23 triệu đô, đánh 23 triệu đô kịch đáp bên đất này là clip đăng ký vào channel thì giải rồi. Có một cái clip hướng dẫn cho các bạn cái bộ indicator này, các bạn bên channel thì giải luôn, các bạn kéo lên các bạn tìm ha, có trên đó. À, bây giờ mình sẽ nói về cái channel cái nhận định thị trường. Chúng ta mở 4 giờ của BGC. Đây, BGC sáng nay các bạn sẽ phải cẩn thận là bởi vì 4 giờ đang có cái cụm sóng R bầu lại. Rất là mạnh. BGC khó lên lắm, đang bị đè. Đang bị đè. À, thì BGC sáng nay đánh cẩn thận, không nên đánh BGC, chưa nên đánh BGC. Bù lại chúng ta nhìn EKH đẹp hơn. EKH đẹp hơn. Con ARB cũng như vậy. ARB. Đây, tôi mời các bạn xem 4 giờ các bạn thấy không? Có sóng R hỗ trợ, ARB đẹp hơn. ARB chúng ta bay lên thì nó cây về ở vẫn ở cái ngưỡng 2.24 ha. Chúng ta sẽ phối hợp sóng R với cái bộ indicator mới này đánh rất là bá đạo, cực kỳ bá đạo ha. Các bạn biết hôm qua thôi, nội hôm qua không đây, nội hôm qua thôi là nhóm chúng ta đã đứng đầu bảng luôn rồi, từ hai mấy phần trăm nhảy lên cái 7 mấy phần trăm ha. Từ thành viên cho đến kỳ lại phần trăm của cả nhóm chúng ta đang là 7 mấy phần trăm, đứng đầu bảng luôn. Và nhờ cái bộ indie này đánh cho bá đạo thì BGC chúng ta thấy 4 giờ nó xấu cho nên chúng ta không nên đụng vô. EKH thì ok, EKH nó không đẹp bằng con ARB, cho nên hôm nay các bạn đánh, các bạn canh con ARB và một số con khác nữa. Vậy các bạn bật cái bộ indie này lên mở lên xem ở đây có cái cản rồi không, thì ít ra con này có lực lên vào đây, lên đây có lực lên rồi. Còn EKH thì 4 giờ nó đã lên, nó gặp cái cản mạnh cho mày, nó bị đẩy xuống rồi và hay nó lên gặp cản mạnh cho mày, bị đẩy xuống nút chân mình, nút chân mình. Bây giờ mở sang 3 phút, nó sang 3 phút thì EKH nó còn đang nó lên, nó test được vài lần trên đây, nó vẫn còn một cái nhịp nó lên đây, vẫn còn biên độ lên đây. À, 3 phút EKH ARB cũng vậy, ARB đó đang có cụm sóng R hỗ trợ thì nó khả năng nó lên đây. Nhưng mà BTC thì các bạn biết, các bạn nên đánh ít tiền thôi, biết 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 tiền thôi, tại vì nó đang nhập nhằng ở đây, nó đang bị cầu lại ở đây này đó. Nó có lên chăng nữa, lên một đoạn nhỏ này, cho nên hôm nay đánh cẩn thận, chú ý và nhớ này, đánh bữa nay các bạn đánh, các bạn đừng có để mình treo qua đêm nha, đặc biệt đừng để treo lệnh qua đêm, rất là nguy hiểm. Và hiện tại con EKH nó đang có bên bên sếp, nó đang tích cực nó đẩy thường để việc ICF của EKH, cái việc ICS của EKH, cho nên EKH sẽ khả năng lên rất là cao. À, đó, khả năng lên rất cao, sẽ bật lên rất là cao. Đây. Bây giờ hôm nay mở mở ra soi kèo, các bạn để ý một số ông thôi, còn BGC thì cũng thôi, đừng có đi nhiều tiền quá. Ok ha. Rồi nhớ đừng để định treo qua đêm nha, cố gắng chốt. Và có một cái hay mà vừa rồi học anh em, một viên học offline chia sẻ, tức là trong một ngày chúng ta đánh á, các bạn sẽ đi đi ba bốn lệnh gì đó, nhưng sẽ nhìn vô cổng, nhìn vô cái app trên trên app trên ít trên điện thoại á, nó sẽ hiện ra cổng lãi lỗ. Và thì nếu mà cuối ngày chúng ta thấy thấy cổng cổng lãi lỗ chúng ta đang là dương, đang lãi, mặc dù cái việc các bạn đi 5 lệnh trong đó có 2 lệnh đỏ, 3 lệnh xanh, nhưng cổng nó vẫn là lãi. Các bạn mạnh mẽ, các bạn chốt hết luôn đi, chốt hết thì ngày hôm đó coi như thu hoạch xong ngừng, và ngày mai soi kèo tức. Tại vì chúng ta đánh margin á, mỗi ngày như vậy á là chúng ta đang đi kinh doanh, chốt ngày hôm đó kinh doanh có tiền rồi chốt, đừng có bị chấp vô cái đường giá, đừng chấp vô đường giá, có nghĩa là đừng có nghĩ là bữa hôm qua chốt 2.500, bữa nay lên 2.900 mấy, uổng quá, không có uổng, không mất ít. Chúng ta kinh doanh trên đường giá, có nghĩa là bữa nay có sóng, bữa nay có cái sự chênh lệch giá, chúng ta lấy được tiền chúng ta lấy, rồi lấy cái tiền nó bỏ vô spot EKH, à, bỏ vô spot EKH, à, EKH nó còn cái tên tốt nữa, còn tên tốt sẽ làm cho EKH lên rất là mạnh. Nên hôm nay anh em chú ý, bình vững hôm nay mình vẫn up cái clip này cho bên cộng đồng, bởi vì những cái bữa sau là mình chỉ up những bệnh bên channel bên khi giải,
và các anh em mình học viên chúng ta bám vô cái nhận định đó, thì chúng ta đánh mỗi ngày, đánh mỗi ngày chúng ta đánh ha. Còn ai chưa tham gia trên nội thi giải thì các bạn xem lại cái clip cũ, cái clip mới nhất tuần này bên YouTube. À, cái hình thức tham gia không khó và các bạn tham gia vào các bạn cũng nhận được nhiều hơn, nhận được ít 10 cái phí nữa, ok ha. Rồi, bye các anh em nha.